Xin chào các bạn, mình Lê Văn Lộc đây và xin chào các bạn lại quay lại những video của mình. Và nên cái video này thì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái vấn đề tiếng lạ. Thì trước khi nói về tiếng lạ là gì và cách sử dụng tiếng lạ như thế nào thì Lộc muốn chia sẻ với các bạn về một cái sự thật, đó là trên thế giới hiện nay đang tồn tại bốn loại người. Loại người thứ nhất là không giờ biết gì về tiếng lạ. Loại người thứ hai là họ dùng chính nhân linh của họ, chính nhân linh, chính con người họ để nói ra tiếng lạ. Mình có thằng bạn đấy, mà khi mà cãi nhau với nó đấy, mà mình cãi nhau mà nó thua đấy, nó thua là nó sẽ và nó cứ nói một cái ngôn ngữ gì đó mà mình không hiểu, và nó nói rất là to và nói rất là nhanh cái ngôn ngữ đó để cho nó ạt đi cái âm thanh của mình các bạn ạ. Nó đã ạt đi cái lời nói của mình ấy để nó bởi vì nó thua rồi, nó cãi nhau với mình mà. Đấy là trường hợp thứ hai. Loại người thứ ba sẽ là loại người nói tiếng lạ thường xảy ra trên những người đồng cốt, hầu bóng, hầu đồng. Nhà sư thì thường là không có mấy, nhưng mà thường là những người hầu đồng là sẽ nhờ vào những linh âm vong, rồi là đồng cô bóng cậu, các giá để nói các thứ tiếng lạ. Thì đây là cái loại người thứ ba. Và loại người thứ tư chính là chúng ta, là những người theo đạo Tin Lành nói tiếng lạ, sẽ nhờ vào Đức Thánh Linh để nói tiếng lạ. Và các bạn biết rằng cái vấn đề là người Tin Lành nói tiếng lạ nó được xảy ra trong nội bộ chúng ta, nó rơi vào cái trường hợp đó là khi mà một người theo đạo Tin Lành nói tiếng lạ thì những người theo đạo Tin Lành khác là những trường phái không nói tiếng lạ như thì không không được thích những người nói tiếng lạ, không được thích những người Tin Lành nói tiếng lạ cho lắm. Thì trong cái thời điểm bây giờ nói ra thì nó vẫn là nhạy cảm, bởi vì cái vấn đề tiếng lạ là có một số người hiểu và một số người thì không hiểu. Nhưng mà dẫu sao thì những anh em con cái Chúa với nhau bây giờ thì dù là truyền thống hay là tư gia hay là các hệ phái khác đều có một cái sự bình đẳng nhất quán về cái việc nói tiếng lạ. Nói tiếng lạ hay không nói tiếng lạ thì là tùy tùy vào các bạn, nhưng mà vẫn có một số các trường hợp hơi bị cực đoan, vẫn có một số trường hợp hơi bị cực đoan. Đó là vẫn kêu người nói tiếng lạ là tà giáo, vẫn kêu người nói tiếng lạ là tà giáo. Thì thực ra thì có cái một cái hệ thống thần học đầy đủ cho mỗi một cái hệ phái, có hệ thống thần học rõ ràng. Và khi chúng ta học được cái hệ thống thần học đó, chúng ta thấy rằng những cái điều gì sai với hệ thống thần học mà chúng ta đang học, mà chúng ta đang có, đang biết, thì chúng ta sẽ gọi những cái điều đó là tà giáo. Và đấy là cách để mà người khác xác định tà giáo, đó là dựa vào cái hệ thống thần học đã được xác minh bởi nhiều tín đồ và thánh đồ và những người hầu việc Chúa. Thì thật ra để nói về cái vấn đề tiếng lạ này thì Lộc xin nói quả quyết các bạn rằng là cái loại người nói tiếng lạ bằng nhân linh, đấy là điều bình thường, đấy là điều bình thường, không có gì cả. Đôi khi trẻ con là những người nói tiếng lạ bằng nhân linh nhiều nhất, bởi vì nó chưa nói tiếng Việt, nó chỉ wow ngữ rồi. Đấy là thứ hai, đấy nhất. Thế thứ hai là, và cái loại người không bao giờ nói tiếng lạ, không biết gì về tiếng lạ, thì đấy là một người không tin Chúa, hay là một người tin Chúa nhưng mà không nói tiếng lạ, đến đây là bình thường, không sao cả. Và loại người là nhờ vào các tôn giáo khác, các niềm tin khác để nói tiếng lạ thì chúng ta gọi là đồng cốt đấy. Thì những người hầu bóng đấy thì đấy là cái tín ngưỡng của họ, cái tín ngưỡng của họ, cái niềm tin của họ, cái tôn giáo của họ. Chúng ta không không bàn trong video này mà nó chỉ liệt kê ra thôi. Thì cái nói tiếng lạ bằng nhân linh là đúng này, nói tiếng và không nói tiếng lạ là đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề thứ tư là cái vấn đề Lộc muốn chia sẻ trong video này, và Lộc sẽ định nghĩa cho các bạn nói tiếng lạ là gì và chúng ta sẽ phải sử dụng nó như thế nào, và quan điểm của Kinh Thánh về tiếng lạ là gì. Thì thứ nhất, nó sẽ định nghĩa là nói tiếng lạ là gì. Nói tiếng lạ thì thực ra là nói một ngôn ngữ khác, nói một ngôn ngữ khác khác với ngôn ngữ mà bạn đang biết. Ngày xưa thì người ta định nghĩa rằng là nghĩa nói tiếng lạ là nói một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, nhưng mà nói thế thì có nghĩa là nói tiếng Anh hay là nói tiếng Nhật, tiếng Hàn cũng là nói tiếng lạ, không phải. Mà nói tiếng lạ là nói một ngôn ngữ mà bạn không biết ngôn ngữ đó, bạn không không biết và chưa từng học ngôn ngữ đó, thì đó là định nghĩa đúng về nói tiếng lạ. Và chúng ta sẽ phải sử dụng tiếng lạ như thế nào. Cuộc sống này khi chúng ta làm ra một cái gì đó, nó đều có mục đích, nó đều có tác dụng, nó đều vì một mục đích nào đó để được tạo ra. Ví dụ chúng ta tạo ra cái bóng đèn thì bóng đèn nó phải để thắp sáng,
Tao tạo ra một con dao thì tao biết con dao này phải làm gì, hay là tao tạo ra một cái đồ vật, một cái móc hay một cái gì đó, hay bất cứ một cái sáng chế gì đó, thì các bạn phải có mục đích. Phải có mục đích thì bạn mới sáng chế ra cái đó. Mục đích thường có trước và vật được sáng chế thường có sau. Tôi cần leo lên trên tòa tháp kia. Tôi cần leo đi vào tòa tháp kia và tôi sẽ phải sáng chế ra một cái gì đó để tôi có thể lên trên tòa tháp đó, và người ta đã sáng chế ra máy bay. Thì đó là mục đích luôn luôn có trước và sự sáng chế sẽ sinh ra sau. Và tiếng lạ cũng như vậy. Tiếng lạ bắt nguồn bởi vì có mục đích cần dùng đến tiếng lạ và cần dùng đến tiếng lạ. Và video này thì nó muốn nói về cái vấn đề là người tin lành nói tiếng lạ bằng Đức Thánh Linh. Bằng Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Giêsu Christ hứa. Thì có một số các hệ phái thì tin rằng ấy là người theo đạo tin lành mà nói tiếng lạ thì đa phần là nói theo nhân linh, là tự mình nói chứ không phải là Thánh Linh, đến từ Thánh Linh. Thì có một số khác thì lại cực đoan hơn, nói nghe rất là đau lòng, đau lòng hơn. Lộc là người nói tiếng lạ nhiều nên là Lộc nghe rất là đau lòng. Có một số người đã nói với Lộc đó là các ông nói tiếng lạ từ ma quỷ mà đến, thì nói như thế thì Lộc cảm thấy rất là buồn, nó rất là buồn. Thì Lộc nói thật với các bạn, nói thân với các bạn là tiếng lạ nếu như không đến từ Chúa thì chỉ đến từ bản thân, không đến từ linh của Đức Chúa Trời thì chỉ có thể đến từ nhân linh chứ không bao giờ đến từ tà linh. Bởi vì tôi là người tin Chúa rồi, bởi vì tôi là người tin Chúa rồi nên tiếng lạ của tôi hoặc chỉ đến bởi nhân linh của chính tôi hoặc đến bởi Thánh Linh mà thôi, không thể nào đến bởi tà linh được, không thể nào vẫn được tà linh được. Chúa Giêsu đã nói như này, Chúa Giêsu đã nói này: các người hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa ta sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ cửa sẽ mở cho. Trong các ngươi đấy, trong các ngươi đấy có ai khi con mình xin bánh thì cho đá không? Khi con mình xin cá thì các ngươi lại cho thành rắn không? Các ngươi là giống xấu, các ngươi là loài người đúng không? Các ngươi vốn là xấu mà còn biết cho con mình điều tốt đúng không? Thì Đức Chúa Trời là đấng tốt lành thì Ngài há chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài hay sao? Nên là bởi thế Lộc mới nói rằng là người tin Chúa thật lòng, người tin Chúa rồi khi họ nói tiếng lạ họ chỉ có thể nói trường hợp thứ nhất là có một cái điều gì đó ngăn cản họ hoặc là vướng mắc họ thì họ nói tiếng lạ bằng chính nhân linh của mình. Còn trường hợp thứ hai chắc chắn là Chúa sẽ ban Thánh Linh, bởi vì Chúa không bao giờ ban tà linh, không bao giờ ban tà linh cho người tin Ngài. Bởi vì Chúa hứa là các ngươi là giống xấu còn biết cho con mình điều tốt thì làm sao ta là đấng tốt lành lại cho các ngươi điều xấu được, đúng không? Bởi thế cho nên là xin thì sẽ được. Chúng ta xin là cho con có thể nói tiếng lạ, Chúa chắc chắn sẽ cho điều đó, và Chúa sẽ cho Thánh Linh của Ngài giúp chúng ta để nói tiếng lạ. Và Thánh Linh giúp chúng ta nói tiếng lạ thì tiếng lạ mà chúng ta nói ra được gọi là ân tứ Thánh Linh. Ân tứ Thánh Linh, ân tứ tức là khả năng, ân tứ tức là khả năng mà không phải chúng ta học, không phải chúng ta tập luyện và cũng không phải là khả năng mà chúng ta bắt chước của người khác. Ân tứ đến từ Đức Thánh Linh, ân tứ là thứ được đến từ Đức Thánh Linh. Và tiếng lạ cũng như vậy, chúng ta không bắt chước người khác để nói tiếng lạ, chúng ta cũng không học người khác để nói tiếng lạ, và chúng ta không nói tiếng lạ bằng khả năng của chúng ta, và chúng ta nói tiếng lạ bằng Đức Thánh Linh ban cho chúng ta, thì đó được gọi là ân tứ. Và tiếng lạ là ân tứ đầu tiên, là ân tứ đầu tiên trong tất cả các ân tứ. Thường là như vậy, thường là như vậy. Có một số người chắc chắn họ sẽ không có ân tứ tiếng lạ, nhưng họ vẫn có ân tứ nói lời khôn ngoan, tiên tri, thậm chí chữa lành, đuổi quỷ và các ân tứ khác, truyền giáo chẳng hạn, hay là giảng dạy, vẫn có. Nhưng mà thường thì ân tứ tiếng lạ sẽ đến trước. Trừ khi bạn không nhận lấy ân tứ tiếng lạ. Trừ khi bạn không nhận lấy ân tứ tiếng lạ của Thánh Linh thì ân tứ tiếng lạ sẽ không đến trước. Thì đấy là cái mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn. Trong sách Mác chương 16 từ câu 15 đến câu 18 đấy. Thì Chúa Giêsu nói rằng là các ngươi hãy đi khắp thế gian và giảng tin lành cho mọi người. Và những kẻ tin ta đấy thì sẽ nhận các dấu lạ này, đó là sẽ lấy danh ta mà trừ quỷ. Dùng tiếng lạ mà nói, bắt rắn trong tay và uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, và hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Thì trong cái điều truyền dạy của Chúa ở trong sách Mạng chương 16 này thì Chúa muốn truyền dạy rằng là những người tin ta thì sẽ được cái dấu lạ
dấu lại. Dấu lại thứ nhất là sẽ lấy danh ta mà cai trị, đuổi được các quỷ đi. Đấy đấy là cái dấu lại thứ nhất. Dấu lại thứ hai là chúng ta sẽ nói các ngôn ngữ khác, nói tiếng lạ, là cái ngôn ngữ mà ta chưa từng học, chưa từng biết. Dấu lạ thứ ba là dấu lạ bắt rắn trong tay và uống giống chi độc cũng không hại gì. Tức là một cái dấu lạ mà chúng ta có thể thắng hơn cái quy luật vật lý, cái quy luật vật lý đó, cho chính chúng ta đó, cái quy luật vật lý. Và dấu lạ thứ tư, đặt tay trên kẻ đau là kẻ đau sẽ lành, đó là dấu lạ của sự chữa lành. Cái tiếng lạ được liệt là một dấu lạ, tiếng lạ là được liệt kê một bằng là một dấu lạ. Nhưng cái vấn đề ở đây này là tất cả chúng ta tin Chúa đấy, thì đuổi quỷ chúng ta thường không dùng, đúng không? Cai trị cái nguyên tắc vật lý, uống giống chi độc hay vắt rắn trong tay, chúng ta cai trị nguyên tắc vật lý, chúng ta cũng không thường dùng ân tứ này. Và cái dấu lạ nữa là cái ân tứ nữa, đó là chữa bệnh. Thì bây giờ là đa phần cũng có bắt đầu người dùng rồi đấy. Nhưng mà cái dùng nhiều nhất vẫn là tiếng lạ. Thì Lộc muốn nói chia sẻ với các bạn, các bạn xin Chúa tiếng lạ để làm gì? Xin Chúa tiếng lạ để làm gì? Mà khi xin được tiếng lạ rồi, dùng nó nhiều như vậy, tại sao không xin Chúa đuổi quỷ nữa đi? Tại sao không xin Chúa cai trị nguyên tắc vật lý đi? Hay là xin Chúa chữa lành kẻ đau đi, bắt rắn trong tay giống chi độc đi? Tại sao không xin Chúa những điều đó nữa? Đúng không? Cho nên vấn đề ở đây là vấn đề thứ nhất mà Lộc muốn nói ra, chia sẻ với các bạn, đó là các bạn lạm dụng tiếng lạ hơi nhiều. Đây là cái tiếng lạ khi nó bị lạm dụng ấy, thì nó bị dị ứng, làm gây dị ứng cho một số người khi họ nghe tiếng lạ. Dị ứng ấy. Bây giờ Lộc tin Chúa và Lộc nói tiếng lạ rất nhiều, nhưng mà khi Lộc đi nhóm hội thánh, Lộc thấy rất nhiều người nói tiếng lạ và Lộc vẫn dị ứng, và cực kỳ dị ứng luôn. Cảm thấy họ nói tiếng lạ nó cứ làm sao ấy. Bởi vì sao? Bởi vì là mọi người ấy thường nghĩ theo cái cách đó là người nào không có thánh linh của Chúa đấy thì không phải là con của Chúa. Bởi vì đúng là như vậy, Thánh đồ Phaolô cũng nói về vấn đề đó. Người nào mà không có thánh linh của Chúa trong lòng mình thì người đấy không thuộc về Đức Chúa Trời. Thánh đồ Phaolô cũng nói như vậy. Nhưng mà một số người cứ nghĩ rằng là tiếng lạ đấy là sự minh chứng rằng là mình đầy dẫy thánh linh. Ô, họ nhầm tưởng như vậy. Và cái vấn đề ở đây nó đau đầu lắm, nó là khi họ đến hội thánh, ở nhà thì không biết là họ có nói tiếng lạ hay không, họ có cầu nguyện tiếng lạ và hát tiếng lạ, và khi họ đến hội thánh dường như họ đang muốn chứng minh cho người khác là mình có thánh linh. Họ sợ rằng là mình không nói tiếng lạ đấy thì người khác không biết là mình đầy dẫy thánh linh. Thế cho nên họ lạm dụng tiếng lạ và nghe nó rất là dị ứng. Nghe rất là dị ứng. Cho nên có một số người dị ứng tiếng lạ quá, người ta cho người ta chỉ trích, kích bác những người nói tiếng lạ. Nó cũng đúng thôi. Nó cũng đúng thôi. Bởi vì chúng ta sử dụng tiếng lạ nó không khôn khéo. Không khôn khéo. Thánh đồ Phaolô có nói rằng là tôi ao ước anh em ấy đều được nói tiếng lạ cả. Vì tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Thánh đồ Phaolô nói điều này trong Cô Dinh Tố Nhất đoạn 14. Đấy. Và Thánh đồ Phaolô cũng nói nữa. Nó trong cái đoạn 14 ấy là Thánh đồ cũng nói là, Thánh đồ Phaolô cũng nói là nếu như tôi đến với anh em ấy mà tôi toàn nói tiếng lạ thôi thì điều đó cũng không có ích. Đúng không? Khi tôi đến với anh em thì tôi thà rằng tôi dùng cái trí khôn của mình mà tôi dạy dỗ anh em hoặc nói với anh em bằng trí khôn của mình, đúng không? Thì nó sẽ có ích cho anh em hơn. Bởi vì anh em hiểu được cái gì tôi nói. Còn tôi nói tiếng lạ không có ích cho anh em. Và Thánh đồ Phaolô nói là người nào nói tiếng lạ ấy là nói với Đức Chúa Trời mà thôi, chứ không phải là nói với người ta. Người nào nói tiếng lạ là nói với Đức Chúa Trời, chứ không phải là nói với người ta. Cho nên là vì chính bạn nói tiếng lạ, bạn có hiểu bạn nói gì không? Cho nên là khi mà Lộc rất dị ứng là những người đi nhóm hội thánh ấy, xong rồi cầm mic và đưa vào mồm rồi nói ao tiếng lạ, ao, xong rồi có những người khác thấy như thế là mạnh mẽ, như thế là đầy dẫy thánh linh, sau đó họ bắt chước, họ mới bắt đầu cầm mic 3-4 người, rồi thậm chí là có những hội thánh nhiều mic như là mic nào cũng thấy nói tiếng lạ ao nên ban nhạc cũng không chơi được nhạc, chết dở. Và cái vấn đề ở đây là nó đặt ra là họ nghĩ rằng là tiếng lạ sẽ mời gọi thánh linh đến và sẽ xảy ra những phép lạ, nhầm tưởng. Chứ Kinh Thánh chưa bao giờ có chỗ nào chép rằng là khi các bạn nói tiếng lạ ào thì phép lạ sẽ xảy ra. Không là nó không có chỗ nào đấy. Nhưng mà họ phải nói tiếng lạ. Họ phải nói tiếng lạ. Họ cứ ào nói lộc thế, không biết là kiểu gì. Cho nên là nó rất là dị ứng. Và khi mà nó đi nhóm ấy mà thấy người khác nói tiếng lạ là nó không thể cầu nguyện được nữa. Không thể. Bởi vì là mình muốn cầu nguyện với Chúa, mình muốn cầu nguyện với Chúa và mình muốn trong cái đám đông đó mình muốn cầu nguyện với Chúa, trong cái bầu không khí tụng linh mình cũng cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà cái người cầm mic ấy họ cầu nguyện to quá,
họ không có tốt quá, họ làm mình mất cảm xúc để đến gần với Chúa. Họ cứ nghĩ rằng dùng tiếng lạ để xây dựng không khí thuộc linh, nhưng cuối cùng cái tiếng lạ đó lại phá vỡ bầu thuộc linh trong chính Lộc. Thì Lộc muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái tiếng lạ các bạn không nên nói ào ào, thì đừng nói quá to và đừng cầm mic. Thánh đồ Phaolô cũng nói là nếu như có ai nói tiếng lạ thì nên có hai hoặc ba người nói thôi, và cùng lúc ấy thì phải có người thông dịch. Nếu như không có người không thông dịch ấy, thì phải yên lặng hoặc là tự mình nói chuyện với Chúa mà thôi. Thánh đồ Phaolô nói nhấn mạnh ở đây là nói tiếng lạ thì nên có hai hoặc ba người thôi, là nhiều lắm rồi, và muốn nói đấy thì phải có người thông dịch, các bạn nhớ. Và Lộc thấy là hội thánh bây giờ là dường như là cầu nguyện Chúa để có được ân tứ tiếng lạ, nhưng mà không cầu nguyện Chúa để có được ân tứ thông dịch tiếng lạ. Họ dường như họ quên. Anh em mà học tín lý hay là học các lớp sơ cấp thần học xong rồi cầu nguyện đặt tay và cố gắng chúc phước Chúa cho anh là sẽ nói tiếng lạ, nhưng mà thấy ít người là cầu nguyện là để cho Chúa chúc phước cho anh em sẽ có ân tứ thông dịch tiếng lạ. Họ bỏ quên đi cái thông dịch tiếng lạ, chỉ cầu nguyện để nói tiếng lạ mà không cầu nguyện thông dịch tiếng lạ. Bởi vì cái cầu nguyện nói tiếng lạ rất là tốt. Nó tốt ở chỗ nào? Nó tốt là chúng ta có thể tự mình nói với Chúa, tự mình nói với Chúa. Ví dụ tôi nói tôi cầu nguyện với bằng tiếng Việt của mình với Chúa thì tôi có thể cầu nguyện được 30 phút. Nhưng mà nếu như tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, tôi có thể cầu nguyện nửa ngày ấy. Nửa ngày. Bởi vì là nói tiếng lạ nó không lặp lại những gì tôi đã nói trước đó. Nói mới, khi mà cầu nguyện tiếng lạ Lộc thấy nó mới, một tiếng trước Lộc nói một loại ngôn ngữ khác, một tiếng sau lại thấy nói một loại ngôn ngữ khác, và rồi một lúc sau lại thấy một loại nói một loại ngôn ngữ khác, luôn luôn thấy mình thay đổi trong tiếng lạ. Nhưng mà tiếng Việt ấy, thì mình cầu nguyện khoảng nửa tiếng là không biết nói gì với Chúa nữa rồi. Thì đấy là cái giá trị của tiếng lạ. Thế cho nên là khi nói tiếng lạ thì nên nói với Chúa thôi, nói với Chúa thôi, chứ còn nói với người khác thì có hai đến ba người nói thôi và phải có thông dịch tiếng lạ. Nói với người khác thì lên phải có thông dịch tiếng lạ, đúng không? Phải có thông dịch thì hẳn dùng tiếng lạ để nói với người khác. Đấy là cái các bạn phải chú ý. Và các bạn biết là nếu như mà hội thánh mà cứ có nhiều người nói tiếng lạ này, thì đâm ra hội thánh sẽ bị lộn xộn, ồn ào. Người này nói một loại tiếng lạ, người kia nói một loại tiếng lạ mà tất cả đều không hiểu nhau. Cứ ào 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 nói chứ, tại vì nó hỗn loạn hết cả hội thánh đi. Không biết là hội thánh là hôm nay là cái chủ đề là cái gì, đang mục đích là cái gì, không biết là hội thánh hôm nay là cái chương trình nhóm là cái gì, mà chỉ thấy nói tiếng lạ ào ào thôi, mà chỉ thấy họ nói tiếng lạ thôi, cho nên là không hiểu được là cái mục đích của buổi nhóm là cái gì mà nói tiếng lạ nhiều quá. Cho nên là các bạn phải hiểu là cái tính chất của buổi nhóm nữa, cái tính chất buổi nhóm nữa. Ví dụ như cái buổi nhóm ngày nay là buổi cầu nguyện, là buổi cầu nguyện thì cho anh em nói tiếng lạ trong giờ cầu nguyện thoải mái, anh em hát bằng tiếng lạ cũng được. Vậy nếu là cái buổi cầu nguyện anh em có thể say sưa trong linh, say sưa trong linh. Thế nhưng mà bây giờ là nó có chương trình của buổi nhóm chủ nhật mà cứ nói tiếng lạ như là buổi cầu nguyện ào ào lên, cho nên là nó hỏng, hỏng. Và Thánh đồ Phaolô đấy có nhấn mạnh, và Thánh đồ Phaolô thì có nhấn mạnh một cái vấn đề, đó là ân tứ tiếng lạ đấy thì chỉ gây dựng cho chính mình, chỉ gây dựng cho chính mình, nhưng ân tứ tiên tri, lời tiên tri sẽ gây dựng cho hội thánh, sẽ gây dựng cho hội thánh. Ân tứ lời tiên tri hay lời khôn ngoan hay là thông dịch tiếng lạ chẳng hạn, thì những ân tứ đó là nói ra người khác có thể hiểu được, hoặc là ân tứ giảng dạy thì nói ra cho người khác hiểu được, thì những cái ân tứ đó đấy nó sẽ xây dựng hội thánh. Còn cái ân tứ tiếng lạ thì chỉ xây dựng cho chính mình thôi, xây dựng cho chính mình. Cho nên là mình mang tiếng lạ ra trước hội thánh để nói thì nó bị hỏng, chắc chắn bị hỏng, sai. Thì đấy là cái các bạn phải chú ý. Và cái nữa đó là chúng ta thường nghĩ tiếng lạ là ân tứ thánh linh, là biểu hiện của sự đầy dẫy thánh linh, nhưng thật ra không phải, thật ra không phải. Người đầy dẫy thánh linh là người sinh ra bông trái thánh linh, chứ không phải là người nhiều ân tứ thánh linh. Chúa Giêsu đã từng nói là không phải ai lạy Chúa thì đều được vào đức tin đàng đâu. Các ngươi sẽ nói rằng là con thường nhân danh Chúa mà đuổi quỷ chữa lành, nhưng ta sẽ nói ta chẳng biết các ngươi. Chúng ta có thể có ân tứ, chúng ta có thể có ân tứ, nhưng rất dễ chúng ta không có đức thánh linh, rất dễ không có đức thánh linh mặc dù chúng ta có ân tứ. Thì các bạn sẽ thấy nó buồn cười, đó là ân tứ thì đến từ thánh linh, có ân tứ rồi lại chẳng nhẽ lại không có thánh linh. Đúng, ân tứ đến từ thánh linh, nhưng rất dễ là có ân tứ rồi bạn vẫn có thể đánh mất thánh linh, đánh mất thánh linh. Bạn có biết Satan không?
Satan có quyền phép không? Có quyền năng không? Chắc chắn có. Và quyền năng của Satan đến từ đâu? Quyền năng của Satan chắc chắn đến từ Chúa, là Đức Chúa Trời. Bởi chính Chúa đã tạo nên Satan. Chính Chúa đã tạo nên nó. Chính Chúa đã tạo nên thiên sứ của Ngài, và thiên sứ của Ngài phản bội Ngài. Và có một câu hỏi đặt ra là quyền năng của Satan được ban cho bởi Chúa. Vậy tại sao khi Satan phản bội Chúa? Vậy tại sao khi ma quỷ đã phản bội Chúa? Vậy tại sao khi thiên sứ của Ngài phản bội Ngài và trở thành ma quỷ, Ngài không tước bỏ đi? Ngài không tước bỏ đi quyền năng, khả năng mà Chúa đã tạo, đã ban cho Satan lúc Ngài tạo nên Satan. Tại sao Chúa không tước quyền năng, phép lạ, cái năng quyền của Satan, của ma quỷ, của Lucifer khi mà Chúa tạo nên nó? Tại sao? Bởi vì những gì mà Chúa đã ban cho, Ngài không lấy lại. Bởi vì nếu như Ngài ban cho, sau này sau này phản bội Ngài mà Ngài lấy lại, thì thế thì Ngài quá là con người. Ngài như thế thì nó lại trẻ con. Bây giờ bạn yêu một cô gái xong rồi cô khi nào cô chia tay và đến mà đòi quà thì nó thế nào? Đúng không? Nó hơi trẻ con đúng không? Chúa cũng vậy. Khi Chúa thương, Chúa quý, Chúa yêu, Chúa ban cho. Nhưng không phải là khi các bạn phản bội Chúa thì ngay lập tức Chúa sẽ đòi lại đâu. Có thể Chúa vẫn để cho các bạn sử dụng cái ân tứ, sử dụng cái mà Ngài đã ban cho bạn. Không phải ngay lập tức Ngài sẽ đòi lại hết đâu. Có một số Ngài sẽ đòi lại, nhưng có số Ngài vẫn cứ để đấy cho các bạn dùng. Cũng giống như Ngài đã để cho Satan, bây giờ vẫn có quyền phép để dùng, vẫn có quyền năng để dùng. Và cái câu Kinh Thánh mà Chúa Giêsu nhắc đến nó chính là như vậy. Đôi khi chúng ta vẫn còn ân tứ, chúng ta vẫn nghĩ là chúng ta vẫn còn thánh linh, nhưng không phải. Nhưng bông trái của thánh linh ấy là tình yêu thương. Nếu như các bạn còn thánh linh thì các bạn chắc chắn sẽ còn tình yêu thương, sẽ còn sự vui mừng, sự trung tín, sự thành thật, sẽ còn những điều đó. Nếu như mất thánh linh thì các bạn sẽ mất đi sự trung tín, sự thành thật, sự trong sạch, sẽ mất đi sự công chính, sẽ mất đi sự vui mừng, sẽ mất đi sự bình an, sẽ mất đi chín bông trái thánh linh của Chúa nếu như mất thánh linh. Nhưng mà rất có thể khi mất thánh linh rồi, ân tứ vẫn còn ở đó. Và mình muốn chia sẻ cái này cho các bạn, nên là đừng bao giờ dùng tiếng lạ để chứng minh rằng mình đầy dẫy thánh linh, mà hãy dùng tình yêu thương để chứng minh rằng mình vẫn còn là nơi ngự trị của Đức Thánh Linh, và cầu xin Chúa cho mình thêm các ân tứ khác, như là ân tứ tiên tri, sự thông biết, sự hiểu biết, lời nói khôn ngoan, ân tứ giảng dạy, ân tứ truyền giáo và các ân tứ khác nữa để gây dựng hội thánh. Chứ đừng tập trung và đừng chỉ hạnh phúc khi mình đã nói tiếng lạ rồi và dừng lại ở đấy, không bao giờ xin thêm các ân tứ khác. Chúng ta thỏa mãn và hạnh phúc với việc chúng ta đã nói tiếng lạ, chúng ta sung sướng là Chúa đã sức dầu tôi, Chúa đã đầy dẫy thánh linh trên tôi đã nói tiếng lạ, và chúng ta dừng lại ở đấy, mãi mãi hạnh phúc với cái gì mình đã đạt được và không tiến lên hơn nữa. Chết dở. Thì đó là cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn hãy suy nghĩ lại trong cái video này. Nếu như mà các bạn xem cái video này, hãy thật sự cầu nguyện với Chúa. Và bây giờ con có ân tứ tiếng lạ rồi, con muốn có thêm các ân tứ khác để gây dựng hội thánh. Bởi vì cái ân tứ tiếng lạ con chỉ mới gây dựng cho con thôi, con muốn gây dựng hội thánh nữa. Con muốn có ân tứ truyền giáo, muốn có ân tứ giảng dạy, lời khôn ngoan, lời tiên tri, lời tri thức. Rồi là các bạn kiểm điểm lại chính mình, là bao nhiêu năm qua con vẫn nói tiếng lạ, nhưng mà cái bông trái thánh linh của con có tiếp tục sản sinh hay không, và những cái bông trái mà con đã sản sinh trong quá khứ bây giờ còn không. Hãy kiểm tra chính mình. Thì đấy là cái gì là Lộc muốn chia sẻ. Và cái ích lợi lớn nhất của việc nói tiếng lạ, và Lộc khuyến khích các bạn phải sử dụng tiếng lạ thật nhiều, vì tiếng lạ là lời cầu thay của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Chúng ta thường không biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Chúa cách xa chúng ta bấy nhiêu. Chúng ta nghĩ nó như thế này, nhưng Đức Trời nghĩ nó lại như thế này. Chúng ta nghĩ là A, Chúa lại nghĩ là B. Chúng ta nghĩ là đúng, Chúa lại nghĩ là sai. Tư tưởng của chúng ta khác với tư tưởng của Chúa. Thế nên là cái tiếng lạ đấy là cái sự cầu thay của Đức Thánh Linh thay cho chúng ta. Đôi khi chúng ta không biết là chúng ta cầu nguyện đúng hay sai, là cầu nguyện là Chúa xin cho con lấy một cô vợ,
thì cái điều đó là đúng, nhưng khi nó yêu một cô gái, nó nhìn thấy mà thích cô gái đó và nó cầu nguyện, Chúa ơi xin cho con cưới được cô gái này, thì cái lời cầu nguyện đấy có thể đúng và nó có thể sai. Và sau này nó học được một cái điều đó là mình không bao giờ cầu nguyện xin đích thực một cái gì, và mình sẽ cầu nguyện xin đích thực cái đó trong Thánh Linh. Nếu như đẹp ý Chúa thì Chúa cho con, còn không thì con thôi. Và sau đó cầu nguyện tiếng lại. Cái sự cầu nguyện tiếng lại nó đưa chúng ta vào một cái giao tiếp bằng linh. Chúng ta không hiểu những gì mình cầu nguyện, và chúng ta không cần phải hiểu đó. Chúng ta chỉ cần biết là chúng ta đang cầu nguyện và Chúa đang nghe. Chúng ta đang ở với Chúa trong giao tiếp bằng linh. Và nếu chúng ta muốn hiểu những cái gì chúng ta đang cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì chúng ta hãy cầu xin Chúa cho con hiểu. Thì Chúa sẽ ban cho ta một cái hình ảnh để chúng ta nhìn thấy là chúng ta đang cầu nguyện gì, hoặc là hoặc là một lúc nào đó Chúa sẽ cho chúng ta cái ơn thông dịch tiếng lạ. Thì đó là cái cách mà Lập vẫn cầu nguyện tiếng lạ. Nó cầu nguyện tiếng lạ để cái sự cầu nguyện đó nó thăng hoa, nó thăng hoa. Sự tương giao, tự tương giao với Chúa nó không bị giới hạn bằng trí não của mình. Và thứ hai là cầu nguyện tiếng lạ nó là một sự cầu thay, và không chỉ cầu thay cho mình, mà cầu thay cho một người đó, có thể người đó là cha, là mẹ, là bố, là anh, là chị, là em, hoặc là hàng xóm, là gì, hoặc là một người ở đó, hoặc là một người tín đồ, một môn đồ của Chúa ở nơi rất xa, hoặc là một người nào đó mà Đức Chúa Trời muốn muốn bạn cầu nguyện cho họ mà bạn không biết. Thì đấy là cái giá trị của tiếng lạy. Và giá trị nữa đó là cái lời nói tiếng lạy nó làm cho ma quỷ Satan không hiểu được chúng ta đang cầu nguyện gì. Không hiểu được thì ma quỷ nó sẽ không phá hoại cái lời cầu nguyện chúng ta. Ví dụ chúng ta cầu nguyện là xin Chúa cho con cưới cô vợ này, là tên là như này, nhà này này này, này là người con gặp đây này, ma quỷ sẽ biết, nó nghe được điều bạn cầu nguyện đấy, nó sẽ phá vỡ cái tình yêu của các bạn, nó sẽ phá vỡ cái hôn nhân của các bạn. Bởi vì nó đã biết rồi, nó biết bạn đang cầu xin cái đó, là bởi vì khi mà chúng ta cầu xin về cái đó là chúng ta đang lo lắng về cái đó, chúng ta đang cần cái đó, nó sẽ bắn phá cái đó. Ma quỷ nó khôn lắm, cho nên là các bạn cầu nguyện ở tiếng lạ nó có cái giá trị nữa, nó bạn coi như là bịt tai ma quỷ, nó nghe nó tức lắm, nó không biết được các bạn cầu nguyện cái gì. Thế nên là nó khuyên các bạn cầu nguyện tiếng lạ, nhưng mà đừng cầu nguyện trước công chúng quá nhiều. Và cầu nguyện trước công chúng thì nên nhớ có người thông dịch, và khi bạn ở trong đám đông bạn cầu nguyện tiếng lạ thì nên bỏ mic ra, nói nhỏ với Chúa thôi, cầu nguyện riêng với Chúa, để cho cái tiếng lạ của mình nó không gây ảnh hưởng cho người khác, để người khác còn cầu nguyện nữa. Hội thánh có bao nhiêu người, chỉ một người cầu nguyện thôi sao đấy, các bạn phải nhớ thế. Hội thánh người ta đông bao nhiêu người, cứ một mình cầu nguyện, cầm mic cầu nguyện át hết của người khác, thế là cũng không được đấy, các bạn nhớ. Thì đấy là những gì mình muốn chia sẻ trong cái video này. Còn Lộc tin chắc rằng các bạn xin Chúa cho con thể nói tiếng lạ thì chắc chắn Chúa sẽ cho các bạn, và các bạn sẽ nói tiếng lạ bằng Thánh Linh chứ không phải bằng nhân linh, và càng không bao giờ nói bằng ân tứ của tà linh. Và trong và lời cuối cùng trong video này là Lộc muốn khích lệ, muốn động viên, muốn chia sẻ với các bạn là khi các bạn cầu nguyện Chúa có được ơn, có được ân tứ nói tiếng lạ rồi, thì hãy cầu xin Chúa cho con có thêm các ân tứ khác, như ân tứ truyền giáo, ân tứ lo lợi khôn ngoan, ân tứ tri thức, ân tứ hiểu biết thông biết, ân tứ làm việc, ân tứ phục vụ, các loại ân tứ nữa. Và kiểm điểm lại xem là mình có còn đang sinh ra bông trái Thánh Linh, và những bông trái Thánh Linh sinh ra rồi mình còn đến nay còn không, đến nay còn không. Và mình xin chúc các bạn luôn luôn ở trong sự bao phủ của Đức Thánh Linh, và luôn luôn đầy dẫy Thánh Linh, và luôn luôn hoàn thành các công việc của Đức Thánh Linh đang thi hành trên đất này. Và Lộc xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và Lộc cầu nguyện Chúa chúc phúc cho các bạn để những gì bạn nghe được trong video này nó có ích và có giá trị cho cuộc đời các bạn. Và cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.